Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin được gửi tặng một ca khúc, một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên, một ca khúc mà Hồng Nhung rất là yêu thích, ca khúc mang tên Neo Đậu Bến Quê. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
người ơi đục trong câu hát chảy lòng. Người về nếu đậu bến môi